chào quý vị khán giả, Diễm Loan rất vui khi có thể được gặp lại tất cả quý vị để chúng ta có thể cùng trò chuyện về những câu chuyện giao thông xoay quanh cuộc sống của chúng ta. Thưa quý vị, tuần này thì vẫn như thường lệ chúng ta sẽ gặp lại cố vấn của chương trình, đó là Đại úy Nguyễn Tuấn Anh đến từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh. Em chào Tuấn Anh. Chào Diễm Loan, xin chào tất cả quý khán giả. Ngày hôm nay thì đến với chương trình đó, Loan mang theo rất nhiều những cái câu hỏi, những cái thắc mắc về một tình huống mà Loan đã thấy ở trong thực tế quý vị ạ. Không biết là quý vị có giống Loan không? Đó là chúng ta sẽ đôi khi phát hiện ra có những cái xe lưu thông trên đường mà nó lạ lắm kìa. Nhiều khi cái đầu là cái xe rim, cái thân hình như em thấy quen quen, nó giống cái thân xe cúp, mà cái phần sau xe hình như nó khá hiện đại, là một phần của cái xe Exciter hay cái gì đó. Mà nói chung là nhìn cái xe xong cuối cùng, anh Tuấn Anh ơi, em không biết gọi cái xe đó là cái xe gì luôn. Theo anh thì gọi là xe gì mới đúng? Thì một cái xe mà đã thay đổi về cái phần thân xe, thay đổi về hình dáng, thay đổi về màu sơn thì khi mình nhìn vào cũng không biết đó là cái xe gì. Dạ đúng rồi đó. Không biết là xe gì. Và nếu mà không biết là xe gì như vậy thì em có thể gọi nó là cái loại xe độ chế không? Có thể gọi như thế vẫn được. Vậy thì thôi mình cứ tạm gọi đó là những cái xe độ chế đi. Loan từng bắt gặp rất nhiều những cái người điều khiển phương tiện á, có thể họ cũng khá là khó khăn, và họ dùng những cái xe này cho cái việc chở hàng hóa, gọi là mưu sinh qua ngày đó. Vậy thì anh Tuấn Anh ơi, nếu như mà những cái xe này lưu thông ở trên đường thì không biết là cái người điều khiển có vi phạm luật không ta? Thì đương nhiên là cái việc em tự ý em thay đổi về cái hình dạng, kích thước, kết cấu xe thì đương nhiên đó là cái gì đã vi phạm rồi. Nhưng mà em thấy tội thế nào á, bởi vì rõ ràng là họ khá là khó khăn về kinh tế á, nên là họ mới phải sử dụng những cái xe độ chế có vẻ cũ kỹ như vậy. Có thể là bởi vì họ không có đủ cái khả năng kinh tế để mà mua xe tốt hơn. Không biết là luật bên cạnh cái lý thì có cái tình ở đây không ạ? Thì như Diễm Long nói thì cũng đúng đi. Ví dụ như những người họ khó khăn, họ không thể đến hãng để sửa chữa được thì họ thay thế cái phụ tùng và phụ kiện vô. Nhưng bên cạnh đó vẫn có nhiều trường hợp khác họ thay thế vào để họ thế là theo sở thích của họ thôi. Họ thay thế theo sở thích, mặc dù họ không khó khăn đấy thì họ thay thế vào. Họ thích như thế họ làm thôi. Và thực sự trong những cái trường hợp này thì vi phạm thì rất là rõ ràng rồi. Và cái việc vi phạm như thế nào thì xin mời Diễm Long cũng như tất cả quý khán giả ta đến với tiểu phẩm trong tuần này nhé. Xong đó anh, tổng cộng là 50, nhưng mà bạn bè lấy mày 45. 45, mặt mày quen quá rồi. 45 là 45. Lại mày, 30. Đưa 30 gì cha. Bữa hổm mày đi chơi với bạn gái kiếm tiền á, tao đưa mày 15 ngàn á, nhớ không? Mày nhớ luôn hả? Rồi, cho mày thiếu 15 luôn. Chị cho mượn xe nha. Cái gì vậy? Tối đi chơi với ghẻ. Ôi khùng quá. Nghĩ thì sao vậy? Mày biết lấy le với bạn gái mày, bộ tao không biết lấy le với bạn gái tao hả? Nghĩ thì sao cho mày mượn xe trời. Dẹp đi. Coi như mà giúp tao đi, bạn bè mà. Đi lăn. Không nói nhiều. Đi mà. Không giúp không mượn. Nói nhiều quá. Dạ. Mày về thiệt luôn hả? Đi ra. Ra. Về đi. Cái bụng mà tao biết ích kỷ rồi đó. Thằng mập. Mà sai sai gì ta? Mình thì dân độ xe mà, tại sao mình không đổ cho mình một chiếc ta? Hay là mình đổ chiếc xe này cứu tiếng mình đi, được không ta? Hên xui đi, chơi luôn. Chưa, cái thai nghề mình công nhận ghê thiệt. Độ một chiếc xe không đụng hãng ai luôn. Ha ha, bây giờ không có đụng xe ai hết. Đi chơi cho nó đã đây. Bây giờ mình dạo vòng coi nè. Phải đội nón vô mới được. Phải chấp hành luật giao thông chứ. Ôi xe mới luôn. Biết chưa. Ê, xe hiệu gì vậy? Hoyuki. Hoyuki. Là sao không hiểu gì hết trơn vậy? Là thập cẩm đó cha ơi. Là sao tao không hiểu? Là lấy đồ của khách để lại nè, tôi gom lại thành một. Nào là Honda, nào Toyota, nè
Suzuki này Lambada. À, nghỉ. Đem cất cái xe liền luôn. Mày chạy giao đường á, công an bắt mày đó. Làm gì bắt nào? Mày dòm đi, mày thay đổi kết cấu xe như vậy, ra đường là giao thông bắt mày liền luôn á. Trời ơi, có làm gì đâu mà bắt tao, xe của tao mà bắt vậy. Nói nghe nè, biết là xe của mày, nhưng mà thay đổi kết cấu như vậy thì theo luật giao thông á, là mày phạm vô cái luật phạt. Cái gì? Tao không biết, nhưng mà tao nhớ là mày vi phạm luật giao thông. Ủa, làm được đâu, kệ. Xe này là của chí tao, có giấy tờ đàng hoàng nè. Tao đi ăn trộm hay là ăn cướp gì đâu mà làm bắt tao? Tao có dựng đèn đỏ không? À tao có đua xe không? Bắt cái gì? Mày nói hay lắm. Để rồi mày coi nè. Coi nè. Ra đây, tao đi chơi coi. Như anh chàng Tí trong câu chuyện mà chúng ta vừa xem đó, ảnh đổ xe lại cũng bởi vì đơn giản là ảnh thích cái xe ảnh lạ và cũng sẽ tiết kiệm một cái khoản chi phí nhất định. Nhưng mà anh ơi, như vậy trường hợp của anh Tí á, chắc anh cũng sai luật rồi đúng không? Đương nhiên là lo, như anh nói lúc đầu thì tự ý mình làm thay đổi như thế là nó đã đương nhiên là vi phạm luật. Dạ, nhưng mà trường hợp của anh Tí thì khi anh nói chuyện với bạn ảnh nói là ảnh hoàn toàn không có độ chế chiếc xe này để mà đi đua xe, hay là ảnh cũng sẽ không có chạy vi phạm luật, không vượt đèn đỏ, không lấn tuyến, không sai làn, không làm cái gì hết á. Ảnh chỉ có lưu thông bình thường như là mọi người thôi, và ảnh cũng có giấy tờ đàng hoàng luôn, xe là xe giấy tờ của ba ảnh đàng hoàng, nên là ảnh hoàn toàn không có vi phạm. Nên nói nghe tới đây cái bắt đầu em cũng lùng bùng lỗ tai luôn rồi đó. Thì cuối cùng là anh vi phạm cái gì và không vi phạm cái gì ạ? Mình tức nghĩa là mình phải phân biệt đây là một hành vi vi phạm độc lập, nó không liên quan đến cái việc ảnh tham gia giao thông mà được vi phạm các lỗi khác. Chỉ cái trường hợp anh đã thay đổi cái hình dáng cái chiếc xe đã vi phạm rồi, khi là đã thay vô là đã vi phạm rồi, không cần ảnh phải điều khiển tham gia giao thông ngoài đường vi phạm hành vi khác. Ảnh theo cái lý ảnh là mặc dù tôi đã thay đổi hình dáng xe, kích thước xe, nhưng tôi không vi phạm được giao thông ở tốc độ, ở vi phạm độ cồn đường đỏ thì tôi không vi phạm, nhưng thế là sai, nghĩa là không đúng đâu. Nếu là đối với cái trường hợp trong cái tiểu phẩm vừa rồi thì khi mà anh đã thay vào rồi là anh đã vi phạm rồi và sẽ chịu sự xử lý pháp luật. Nhưng mà vẫn còn thắc mắc nữa, em giữ một cái thắc mắc nữa, đó là xe giấy tờ là giấy tờ của ba ảnh. Anh nói rất là rõ luôn. Vậy thì nếu như các anh cảnh sát giao thông mà thổi phạt lại vì cái hành vi mà thay đổi kết cấu xe như vậy á, thì ba đóng tiền phạt hay ảnh đóng ạ? Trong trường hợp này thì theo cái nghị định 46 chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt á, thì họ quy định cụ thể, tức là đối với cái trường hợp mà điều khiển phương tiện mà đã thay đổi về cái màu sơn, hình dáng, kích thước và kết cấu xe thì cái người chủ phương tiện phải chịu cái mức chế tài xử phạt là từ 800 đến 1 triệu đồng. Như vậy thì chính xác theo luật quy định là sẽ có những hình thức xử phạt như thế nào cho cái lỗi đổ chế xe này ha anh ha? Thì ở đây thì khi mà nói đến vấn đề mà tự ý mình thay đổi về cái đặc điểm xe, về hình dáng, kích thước cũng như là kết cấu xe thì nó có hai quy định. Nếu ta chú ý sẽ có hai quy định. Cụ thể là cái thứ nhất á, là đây là một cái xe mình có thể gọi là xe đã được đăng ký đi, nhưng mà về tự ý người sử dụng là thay thế những cái đặc điểm ban đầu lại. Bây giờ họ thích gắn cái gì họ lại gắn vào thay thế những cái cấu trúc ban đầu của xe thì nó vi phạm ở cái quy định đầu tiên, đó là tự ý thay đổi cái hình dáng, màu sơn, kích thước, kết cấu xe thì mức xử phạt là từ 800 đến 1 triệu đồng. Nhưng có một trường hợp thứ hai, tức là họ tự sản xuất ra một cái loại xe mà loại xe này không phải do cái hãng nào được phép sản xuất được cả, họ tự sản xuất ra loại xe và họ sử dụng loại xe đó tham gia giao thông ngoài đường. Ở đây cụ thể nhất là thấy là xe lôi. Xe lôi tức nghĩa là cái xe mà gắn thêm thùng lôi thì tất cả thùng lôi đó là đều là tự sản xuất lắp ráp. Và trong trường hợp nếu mà sử dụng điều khiển những cái loại xe mà tự sản xuất lắp ráp tham gia giao thông ngoài đường thì khi lập biên bản là cái mức xử phạt sẽ là từ 800 đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên sẽ bị tịch thu phương tiện đó và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng, tức là cái hành vi này nó nghiêm trọng hơn và cái nó có một cái hình thức khẩu xung là tịch thu luôn phương tiện. Còn bây giờ thì như thường lệ, chúng tôi mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong tuần vừa qua. Xin chào MC Diễm Loan và Đại úy Nguyễn Tuấn Anh. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đang quay trở lại với bản tin trật tự an toàn giao thông và tôi là Hoàng Dung. Từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2019, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định, ùn tắc giao thông và đua xe trái phép không xảy ra, các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường được đảm bảo thông suốt và an toàn. Về tình hình tai nạn giao thông đường bộ, xảy ra 3 vụ làm cho 2 người chết và 1 người bị thương, điển hình như sau.
vào khoảng 9 giờ 40 phút ngày 29 tháng 5 năm 2019 trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn thuộc xã Trường Tây, huyện Hòa Thành. Anh Nguyễn Tấn Thành, sinh năm 1966, ngụ tại ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, điều khiển xe ô tô khách mang biển số là 65N2305. Đi từ hướng ngã tư Long Thành Bắc về Ủy ban Nhân dân xã Trường Hòa và khi đi đến khu vực trên, đụng vào xe ô tô tải mang biển số là 70C00370 do anh Nguyễn Châu Phong, sinh năm 1992, ngụ tại huyện Dương Minh Châu điều khiển đi cùng chiều về phía trước. Cú va chạm mạnh đã khiến cho xe anh Phong lao vào phía trước và đụng vào anh Phạm Phú Quốc, sinh năm 1980, ngụ tại xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, đang đứng ở trong lề. Hậu quả làm cho anh Quốc bị tử vong. Nguyên nhân do anh Nguyễn Tấn Thành điều khiển xe ô tô khách không giữ khoảng cách an toàn khi chạy liền phía trước và gây tai nạn. Thưa quý vị, vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 30 tháng 5 năm 2019, trên quốc lộ 22B đoạn qua ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, anh Phan Vũ Hùng, sinh năm 1980, ngụ tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, điều khiển một chiếc xe ô tô biển số là 70C01812. Và đang lưu thông theo hướng từ cửa khẩu Sa Mát về thị trấn Tân Biên. Khi đi đến khu vực trên thì anh Hùng lùi xe vào thì va chạm với một chiếc xe mô tô biển số là 70H104155 do bà Lục Thị Tuyết, sinh năm 1963, ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên điều khiển đang đổ về phía sau. Và vụ va chạm đã khiến cho bà Tuyết bị thương và chết tại bệnh viện. Nguyên nhân do Phạm Vũ Hùng không chú ý quan sát trước khi lùi xe. Về công tác tuần tra kiểm soát thì lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức tuần tra và kiểm soát, đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 1.032 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 229 trường hợp vi phạm lần đầu với những lỗi vi phạm không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Các lỗi vi phạm chủ yếu mà người tham gia giao thông thường vi phạm là uống rượu bia khi điều khiển phương tiện với 271 trường hợp, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô là 65 trường hợp, chạy quá tốc độ quy định là 165 trường hợp, chạy ngược chiều là 111 trường hợp và không đội mũ bảo hiểm lên đến là 72 trường hợp. Về công tác xử lý vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với là 825 trường hợp, trong đó có 156 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, 18 trường hợp vi phạm về chở hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép, tước giấy phép lái xe có thời hạn là 10 trường hợp đối với xe ô tô, 108 trường hợp đối với xe mô tô, tạm giữ 15 xe ô tô và 497 xe mô tô. Thưa quý vị, bản tin trật tự an toàn giao thông đến đây cũng xin được phép khép lại. Và bây giờ chúng tôi xin được phép mời tất cả quý vị sẽ quay trở lại với phần trò chuyện của MC Diễm Loan và đại úy Nguyễn Tuấn Anh. Một trong những điểm đặc sắc của chương trình văn hóa giao thông đó là quý vị khán giả có thể giao lưu và chúng ta có thể lắng nghe những cái phần trả lời câu hỏi từ phía anh Tuấn Anh cũng như là từ phía những cái đơn vị có thẩm quyền, và từ đó thì chúng ta sẽ hiểu hơn về luật giao thông và chắc chắn là quý vị cũng sẽ giải đáp được cái tình huống giao thông mà mình gặp trong thực tế. Vậy thì tuần này chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với một câu hỏi mà khán giả đã gửi về cho chương trình thông qua những cái kênh tiếp nhận. Thứ nhất đó là chúng ta có thể gửi về phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tây Ninh, số 1 đường Trường Chinh, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Và cách liên lạc thứ hai đó là quý vị gửi về địa chỉ email tmpc67a@gmail.com. Câu hỏi của tuần này có nội dung như thế này quý vị ạ, rất thực tế luôn. Đó là vị khán giả của chúng ta chia sẻ: tuần vừa qua tôi có sử dụng phương tiện ô tô công cộng để có thể là lưu thông trên đường, thì tài xế yêu cầu tôi ngồi phía sau nhưng phải thắt dây an toàn. Tôi không biết là tài xế yêu cầu như vậy là đúng hay là sai, và nếu như tôi không thắt dây an toàn thì tài xế bị phạt hay tôi bị phạt, và mức phạt là như thế nào nếu có. Và xin phép được mời đại úy Nguyễn Tuấn Anh sẽ cùng giải đáp cho quý vị khán giả của chúng ta. Thì theo quy định tại nghị định 46, quy định về xử phạt hành chính á, thì cái người điều khiển xe thì chắc chắn là bị xử phạt, cái này ai cũng biết cả. Dạ. Cái vấn đề thứ hai mà Diễm Loan thắc mắc, tức nghĩa là cái người ngồi trên xe khi không thắt dây an toàn thì ai bị phạt? Người đó bị phạt hay là người điều khiển xe bị phạt? Dạ. Thì câu trả lời đây tức nghĩa là người điều khiển xe và bị phạt. Vẫn bị phạt. Vẫn bị phạt. Tức nghĩa là cái hành vi thứ nhất đó là điều khiển xe không thắt dây an toàn. Cái thứ hai là chở, hành vi thứ hai mình đang nhắc đến á, là chở người ngồi trên xe không thắt dây an toàn ở vị trí có trang bị an toàn, thì hai hành vi này đều bị phạt từ 100 đến 200 đồng, và người điều khiển phương tiện phải bị phạt. Nói đây tức nghĩa là cái người tài xế, người điều khiển xe phải có trách nhiệm nhắc nhở hành khách của mình trong cái việc thắt dây an toàn.
Như vậy nếu như quý vị nào mà chúng ta sử dụng các cái phương tiện xe và được tài xế yêu cầu là hãy thắt dây an toàn, thì thứ nhất là vì sự an toàn của mình, tính mạng của mình, thứ hai cũng là thương cho các tài xế với, bởi vì họ yêu cầu chúng ta như vậy cũng là để tốt cho chúng ta, và nếu có vấn đề gì xảy ra thì họ là người chịu phạt chứ không phải là chúng ta. Nghe như thế thì thương lắm quý vị ạ. Chúng ta hãy tuân thủ đúng pháp luật để đảm bảo an toàn cho mọi người quý vị nhé. Và thông điệp tuần này mà chúng tôi xin phép được gửi đến cho tất cả quý vị đó là an toàn giao thông, hạnh phúc của mọi nhà. Hãy bước ra phố trong sự hân hoan, hãy quay trở về nhà trong sự an toàn để tất cả các thành viên trong gia đình luôn yên tâm quý vị nhé. Còn bây giờ, Diễm Loan và đại úy Nguyễn Tuấn Anh cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình văn hóa giao thông vào tuần sau ạ. Xin chào.